Thằng Hương, giật mày, ôi rồi rồi đứng cha, đứng bay ra, bay ra, bay ra, đứng chờ, đứng chờ. Nó kiểu sẽ, ôi, nó bự lên rồi kìa. Chào mọi người, đến với channel của Banana. Mình là chú đây và hôm nay mình đã trở lại với series Minecraft Crazy Craft. Yeah, cùng với Zerot. Yeah. Các bạn nhớ tập trước là mình làm gì không? Nhớ không? Các bạn nào nhớ để lại bình luận bên dưới thì. À thì ở tập trước á là mình đã sử dụng một cái cây súng Nine and Pick này để bắn ra những cái chú heo. Wow. Không biết các bạn còn nhớ không? Nó rất là thú vị chiêu chiêu. À, mà thôi mình súng mình hết đạn rồi nên mình không bắn ra mấy chú heo nữa. À và để coi tập này mình sẽ làm cái gì cho các bạn coi đây. Đây mấy chú heo mình bắn ra nè. Và tập này mình nghĩ là mình sẽ làm một cái thí nghiệm khóa học cho các bạn coi. Bạn thấy đây có con creeper không? Nó nhỏ xíu à. Và những cái con khác nữa. Bây creeper, giờ mình sẽ thí nghiệm ra. Đúng rồi. Rất là nhiều con quái vật trong thế giới Crazy Craft này. Và bây giờ mình sẽ cùng Zerot chế tạo ra một cái bình chất độc gọi là chất độc X. Chemical X. Đây là một cái chất độc có thể làm cho những cái con quái vật trở nên phóng xạ và to hơn, bự. Tức là nó bị đột biến đó các bạn. Đúng rồi. Đó, bây giờ mình sẽ chế tạo ra cái bình chất độc này để cho các bạn xem là khi nó bị đột biến thì nó sẽ như thế nào. Ê chết, cái con mày của anh hết. Nó đói rồi, nó ăn nè, gì vậy? Ăn nghe đầu quát. Nè, ở đây nè. À, nó đói rồi, mình phải cho nó ăn thôi. Nó không có ăn là nó xác định luôn á, là mình không có bay được. Okay. À, để coi mình cần làm cái này. Mình sẽ đợi này. Đó, công thức này là bạn sẽ dùng một bình chất độc X, chemical X. Và mình phải làm nhiều nhiều lên, thí nghiệm lên cho bạn thấy. Chứ làm ít quá. Ôi bà, 8. Bà ơi, sao còn anh? Mấy bình không? Cho anh 5 bình đi. 1, 2, 3, 4, 5. Ở dưới chân em á. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Rồi. À, tao quăng vô người anh luôn đi nha. Ok. Ok, mình làm được 3 bình rồi. Chúng ta sẽ để như thế này. Yeah. Bây giờ mình có 13 bình. Bây giờ mình sẽ quăng những cái bình này vào những cái con quái vật. Và sau đó những cái con quái vật nó sẽ bị đột biến. Mình cũng không biết là nó sẽ đột biến như thế nào nữa. Bây giờ chúng ta hãy... Nhưng mà nó có phần trăm nha anh. Cứ như anh quăng không được thì anh hãy quăng lại. Ôi gì kỳ vậy? Ờ, tại nhau vì... có bị mất cái bình không? Có. Nên làm đang làm nhiều đây, từ. Cái này có thể cấp số nhân được. Ờ, cấp số nhân được gì ngon rồi. Từ, vậy thôi đem lại đây cấp số nhân đi anh Niên. Từ. À, để mình bấm ship đi. Exchange Energy, đúng rồi, cái này có thể cấp số nhân được các bạn à. Nhưng mà cái năng lượng cấp số nhân tới 200 ngàn lận. Có vẻ là thốn nha. Đây, 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 cho anh tí, cho anh hết nè. Để em cấp số nhân kia, ok. Hơi thốn đấy, hơi thốn. Ok, chemical X và... Thơm. Oh my god! Cái gì ạ? À? Em lấy một đống luôn. Trời ơi. Gì ghê vậy? Ôi. Ôi, nhưng mà không sao, còn vẫn còn nhiều năng lượng lắm. Đi thôi, đi thôi. Okay, cái này là quẩy. Và bây giờ để coi, khoan từ từ. Chúng ta không phải đi liền được, chúng ta sẽ lấy một cái bộ đồ siêu anh hùng đó. Chẳng hạn như một cái tên gì độc ác. Như Joker hay là ai đó làm một cái thí nghiệm hóa học để tạo ra những cái con quái vật. Joker à? Để coi mình nghĩ là ai. Con gì ta? Con Biff. Con gì ác ác ta? Joker, Loki. Joker, Loki với con Mình nghĩ là mình sẽ lấy Loki đi. Để em lấy con Biff đi. Loki đi. Đó, Loki đang thực hiện một cái âm mưu đen tối. Đó. Đây, lô chuối. Loki đang thực hiện một cái âm mưu đen tối là gọi ra tất cả các quái vật để xâm chiếm trái đất. Rất là ghê. Ok. Bây giờ chúng ta hãy đi thôi. Bây ta giờ, là Loki đây. Bây giờ là trời tối nè. Tao nói gì ba? Lộn rồi, quay lại. Gì? Em lấy Joker đi. Biết là chính nghĩa chứ không phải tà đạo. Thấy mặt gian gian tưởng tà đạo. Tao biết là bên X-Men á, ba chọn lộn rồi. Em lấy Joker đi. Thằng hài á. Lộn kèo. Ôi, thằng này không biết thằng nào bên ác, thằng nào bên thiện nữa. Oh my god. Ok, mình đã time set night để mà nó biến thành buổi tối. Đó, vậy đúng rồi. Loki với Joker cùng nhau đi tạo ra những cái con quái vật
đó là ông. Phải coi set mình nghĩ là tốc độ bay của mình khá là cao. Ok, chỗ này được nè. TB1 nè, TB1 nè. Ok, bây giờ mình sẽ thí nghiệm cái con quái vật. Mày, rồi đứng chờ, đứng bay ra, đứng chờ. Nó kiểu sẽ. Ôi! Nó bự lên nè kìa. Chưa. Mày cái bưởi. Ripper. Ui, skeleton kìa. Đó, anh nó đang bị dính nhiễm độc đó, chất độc phóng xạ đó bạn. Ôi, con creeper chết rồi, nó không đủ mạnh hay sao đó, nó chết rồi. Ui, gà được không? Con gà được không? Con gà. Ui, con skeleton bắn nó gì lắm anh? Gì nè. Ôi, con skeleton bự vãi. U! Đồ anh em bay kìa. Trời ơi, nó giật cái con kìa. Ôi, mình không ai tin vào mắt mình. Ôi, con skeleton biết nhảy luôn. Ui, nó bắn cung đúng đau luôn á anh. Đứng gần là nó quýnh. Ê, đây coi con zombie thôi. Ôi, nó quýnh, nó còn mất cái thanh nữa anh. Ok. Ê, để mình quăng thử vô con mặt này. Để coi. U, ây da. Đau quá. À, mình cần phải tham xét. Ủa, tham xét nay hả? Nay rồi, đúng rồi, tham xét nay mới được. Ây da. Ủa, nó quá rồi. Ủa, con Batman của mình đâu quá rồi. Anh quăng Batman luôn. Ôi, bình đồ quái vật chúng ta hãy sống dậy. Hơi như cô quái vật kia hãy sống dậy. Yeah, nó đang nhảy pháp kìa. Cái máu nó tăng lên tới gần 1000 luôn anh. Ồ, 1000 mấy máu luôn. Nó đang tăng các bạn ơi. Bảo ơi, em game mode 1 lấy mấy trứng ra thả nhiều lỗ quái vật khác nhau đi Bảo. Chúng ta cần phải test thử. Quái vật, từ để coi thử. Zombie, bạn có thể thấy không? Đây, chúng tôi đang tạo ra những con quái vật đây. Tôi là Loki, ấy lộn, lô chuối. My god. Ủa, con này cũng được luôn hả? Những con quái vật ở trong Vanilla là con bình thường á anh. Con này cũng đang biến hành luôn nè. Ủa, what? Mình tạo ra nhiều con cái nè. Ra con nhiều con khác nhau đây, nhiều loại nữa. Đúng rồi, chúng ta cần phải quăng thuốc vô. Chúng ta sẽ gọi ra một cái bính đoàn quái vật để tấn công trái đất. Ủa, đây là những con quái vật đang bị đột biến đây các bạn. Cái thành phần nó biến thành sao ít quá vậy? Từ từ, để em coi có con nào. Enderman. Ồ, Enderman đấy. Enderman, để mình xem. Giờ ra đây. Rồi. Con này không được. Ê, lấy Ripper đi Bảo. Từ Ripper, chúng ta cần Ripper. Ripper, ok. Ripper vô. Oh my god. What the heck? Sao tới rồi rồi. Hình như cái hiệu ứng của con Enderman đó anh. Ôi, hiệu ứng gì vậy? Em không biết, làm mù. Ôi, con gì vậy? Con gì vậy? Oh my god. Ôi, tôi không tin vào mắt mình, con gì đi bằng bốn chân rồi. Em không nghĩ là gas nó có thể biến hình được. Cái gì vậy? Bập. Những con quái vật gì vậy? Oh my god, nên nó đúng là sợ luôn á anh. Ôi ơi. Trời ơi. Ôi, ghê quá vậy. Trời ơi, con Enderman có 4 tay 2 chân. Oh my god. Cao, hình như hết rồi anh. Cap Spider. Em không biết nhện có được không ta? Skeleton. Đi, cậu nhện ra đây, nhện chắc được á. Lần đầu tiên mình thấy cái con Enderman ghê như thế này. Nó có thể khả năng tàn hình hay là cái gì luôn kìa. Mình đang cố gắng là gọi ra những cái con Ripper cho nó. Wow, Ripper kìa. Con đầu tiên rồi. Wow, nó bự rồi, kinh dị quá. Ủa anh, con Enderman này nó không sợ nước luôn anh. Oh my god. Ripper. Trời ơi, quá giật hay là. Ok, hình như vậy là em thấy là hơi bị kinh đấy. Chúng ta cần phải gọi ra những cái con nhện để mình sẽ coi. Không có nhện anh ơi, nhện nó không cho. Ripper nó bắn ra những con Ripper con luôn các bạn ơi. Wow. Bùm. Mình cần phải cho nó bự lên nữa. Sẽ quăng thuốc cho nó. Không, hết đi. Mình sẽ cần cái con nhện này. Con nhện này nó tiến hóa. Hình như nó không tiến hóa con nhện anh ơi. Mình cần con nhện này bị đột biến. Rồi có mấy con Ripper nhỏ xíu à. Ôi, Enderman. Bốn cục đất nó quăng kìa. Thấy không? Wow. My god.
bốn tay, bình thường nó chỉ có hai bàn tay thôi, bây giờ nó lên là bốn bàn tay cầm bốn cục đất, ghê liệt. Ô một cái con ma. Còn con gì không bảo? Hình như hết rồi anh, hình như mấy con này trong này thôi à. Ôi ghê quá, trời ơi. Yeah. Ôi. Vậy là Luffy và Joker đã tạo ra một cái binh đoàn quái vật rất là lợi hại. Thế giới này đang sắp bị diệt vong rồi các bạn ơi. Đang tàn phá. Oh my god. Con Ripper này chuẩn bị đang tiến hóa luôn. Trời ơi. Cũng phải có một cái siêu anh hùng gì đó để bảo vệ ra những cái trái đất của chúng ta. Siêu anh hùng đâu? Lực lượng siêu anh hùng. Boom. Boom. Bây giờ mình sẽ về hai đồ để mình trở thành siêu anh hùng nha các bạn. What? Uầy uầy, hai con zombie với con Mutant Scare Enderman đang quýnh lộn luôn kìa. Ở vậy, ở đâu có điện, ở đó kêu điện quang, siêu anh hùng xuất hiện. Chúng ta nên chọn kêu gọi siêu anh hùng nào đây? Spider-Man, Iron Man, hay là Hulk, hay là Thor? Theo các bạn, chúng ta nên chọn siêu anh hùng nào? Hay là Captain? Mình cũng không biết nữa. Mình lấy Flash. Có lẽ như mà mình sẽ chọn một vị anh hùng gì đây? Hay là Superman, Captain, Red Hulk? Theo các bạn, mình nên chọn nhân vật nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Mình chắc mình sẽ chọn Iron Man thôi. Ở đâu có điện, ở đó có điện quang, mình sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân sẽ làm nổ nguyên cái bọn quái vật này. Em chạy ra anh đây. Ủa nó đâu có hết rồi, hình như mình để đằng đây nè. Ủa đâu rồi? Chết rồi. Quái vật đã đi xâm chiếm trái đất rồi, nó chèn đi mất tiêu hết rồi. Oh my god. Trời ơi, nó đi đâu hết rồi, mình sẽ đi kiếm nó rồi các bạn ơi. Con Ripper thường này. Búp. Siêu anh hùng, vì các vị siêu anh hùng đã chậm tay rồi. Chậm tay chậm chân rồi. Ôi, quái vật nó đã đi mất tiêu hết rồi. Tôi không thấy con nào nữa. Ui, có thể biến thành con này được không? Đó, thế giới sắp bị diệt vong rồi. No. Ôi. Ôi, có con skeleton nè. Đâu? À. Oh my god. Bắn đầu quá. Ok. Thế sử dụng. Bùm. Ui. Anh đang bắn cái gì? Bắn. Ồ, có Batman ở đây nữa nè. Batman. Mình sẽ bắn tên lửa vô đầu nó. Có rồi gì hết rồi. Ow. Nó đỡ luôn, nó đỡ luôn á. Nó đỡ luôn. What the hell? Bắn nó con ơi. Ồ hết năng lượng rồi hả? Hết năng lượng rồi. Eo. Oh my god. Ghê quá. Boom. Cầm năng lượng lên. Ôi đánh kìa, nó bay lên, nó bắn anh kìa. Quay nó bắn chuẩn phết. Anh đang bắn lửa xuống nè, bắn đạn xuống nè. Mày giống mày hả? Tốc độ. Wow. Ow. Yeah. Ow. Yeah, ta đã tiêu diệt được mì một tên. Ôi nó kéo băng đạn quái vật của nó lại kìa. Oh no. Ôi em có cái mũ của nó luôn nè anh ơi. Ôi nó bự quá, một cái binh đoàn quái vật bị đột biến. Oh my god, look at that. Anh nó rớt ra mấy cái bộ phận luôn kìa. Chúng ta phải chiến đấu vì công lý, ở đâu có điện, ở đâu có điện quang. Anh đâu rồi? Mày giỡn mặt, mày. Còn nào đó, còn nào bị đột biến nữa hả? Creeper. Trời ơi, một cái con quái vật biển, Cementer. Con gì đây? Creeper. Con lừa. Creeper. Đồ con lừa. Oh my god. Có vẻ như là... một con Creeper nữa. Ôi, con này nó nổ liên miên luôn á. What? Nổ liên miên à. Ủa sao cái chân của con này nó còn vậy? À không anh ơi, hình như con Skeleton nó rớt ra mấy cái mảnh này, mình ghép nó lại được á anh. Ghê vậy? Ừ, em không biết ghép thành con gì vậy, nhưng mà em nghĩ là ghép lại được á. Cái chân nó nè. Ôi chết, không chịu chết, lòi chân nghi ngộ rồi.
Ôi nó chạy còn chạy được luôn. Ôi ghê quá. Wow. Vậy là chúng ta đã ngăn chặn một thảm họa diệt vong của thế giới rồi các bạn ơi. Chúng ta là những siêu anh hùng. Yeah. Siêu anh hùng đây. Spider-Man không cần cầm kiếm đâu bạn ơi. Yeah okay. Yeah. Ý lộn sub Iron Man chứ. Mình lộn sorry. Yeah, bây giờ mình sẽ quay lên, bay lên trái đất thôi. Chúng ta sẽ cứu thế giới. Wow, chào ơi. Ok, và mình nghĩ chắc là video clip này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu bạn thích thì để lại một like, một share để ủng hộ cho mình. Và sẽ rót làm tiếp những tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See you later. Bye bye. Bye.